Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, mỗi năm cả nước có từ 11 đến 25 vụ ngộ độc tập trung ở các khu công nghiệp và khu chế xuất, với số mắc gần 1.500 người. Trong hơn một tháng nay, đã xảy ra 2 vụ ngộ độc tập thể lớn tại khu công nghiệp, với số người mắc gần 500 người. Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập điều tra xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm tập thể tại Nam Định. Đã có 31 tỉnh phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tham gia và rút kinh nghiệm trong việc phối hợp cấp cứu khi có ngộ độc tập thể xảy ra trên địa bàn. Tình huống giả định được đưa ra là vào 9 giờ sáng ngày 22 tháng 10 tại công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam. Một giờ sau bữa ăn, xuất hiện hơn 30 công nhân có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn và một số có biểu hiện tiêu chảy đang tập trung tại phòng y tế của công ty. Ngay lúc đó, tại các bộ phận, phân xưởng có thêm nhiều công nhân có biểu hiện tương tự được chuyển lên phòng y tế. Một vấn đề được quan tâm tại buổi diễn tập là phân loại bệnh nhân và cấp cứu tại chỗ như thế nào. Trong cái ngộ độc thực phẩm, tới 85% là có các cái bệnh lý về tiêu chảy, thế rồi nôn, mửa, dẫn đến tình trạng mất nước. Vậy rõ ràng chúng ta phải bù nước cho bệnh nhân. Và bù nước sớm nhất bằng phương pháp nào? Đấy là bằng nước uống thông thường. Nếu chưa kịp, pha những cái dung dịch của trong cái y tế, uống theo cái nhu cầu của bệnh nhân. Còn trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng là uống bằng Orezon theo quy định của ngành y tế để bù lại nước điện giải mà do các bệnh lý gây ra. Và đây là một cái biện pháp nhanh nhất, sớm nhất và hiệu quả nhất trong cái quá trình bù dịch để cấp cứu tính mạng của bệnh nhân. Sau khi cấp cứu các bệnh nhân, cần phải tìm nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt và tiến hành khử trùng nơi cấp cứu. Các chuyên gia cho biết, hầu hết các vụ ngộ độc tập thể đều do nhiễm khuẩn thức ăn. Do cái vấn đề không bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn đến việc ô nhiễm, cái tác nhân là vi sinh vật gây bệnh nằm ở trong thực phẩm và là chính là thủ phạm để gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Còn các cái ô nhiễm do hóa chất, do có quá trình bảo quản của thực phẩm không đảm bảo hoặc do vấn đề vận chuyển để lâu trước khi bệnh nhân được ăn dẫn đến phát sinh các cái hóa chất được sinh ra trong cái quá trình thức ăn bị ôi thiêu. Một vấn đề được đặt ra là tại các khu công nghiệp, nếu có tình huống ngộ độc tập thể xảy ra với số lượng lớn, sẽ không có đủ các trang thiết bị y tế cũng như thuốc để cấp cứu tại chỗ. Thực tế thì bao giờ nó cũng sẽ có hai cái phân loại, chứ không phải là một cái phân loại như hôm nay ở đây đâu. Bao giờ cũng có phân loại sơ bộ ở tại nhà máy, để tức là lựa chọn những người làm nặng sẽ đi trước, nhẹ thì sẽ đi sau. Cái vấn đề thứ hai là khi lên bệnh viện thì người ta lại có phân loại tiếp. Một đối tượng thì sẽ được theo dõi hoặc là uống Orezon hoặc là kê đơn về nhà và một đối tượng sẽ được làm điều trị tại đó. Các chuyên gia khuyên cáo các doanh nghiệp cần phải lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ, mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Khi có người bị ngộ độc, cần có biện pháp cấp cứu nhanh chóng kịp thời. Gây nôn cho người bệnh để nôn hết thức ăn ra ngoài, ngăn cản chất độc ngấm sâu vào trong cơ thể, ảnh hưởng đến ruột và niêm mạc dạ dày.